Hello nha Nam. Lên luôn cái Neo FI 209 nha Nam ơi. Mình cùng xem từ từ các chi tiết của xe nha Nam. Xe này đầu 70. Số đóng thẳng ha. Nắp điện đẹp ha. Nắp điện đua cá, hộp sên gấp thẳng băng. Ốc là chắc đã thay nha Nam. Vỏ mới thay luôn, mới thay cả cặp luôn ha, gầy phấn gầy lông tù tủa luôn, phụ trước sơn lại rồi nha, vỏ trước. Đầu máy hơi tối anh em ha, nhưng mà zin nha anh em, zin rất là chất lượng luôn. Cái đó do người ta xài á nè, người ta ẩu á, người ta không có vệ sinh á, còn những cái phần này người ta gắn bảo vệ nè, cứ thế là người ta chạy thôi. Thành thử ra những cái chỗ này thì nó còn rất là đẹp luôn ha, rất là đẹp luôn. Ao sông đẹp, thuộc sân đẹp anh em ha. Mấy chỗ này thì khó tránh khỏi à. Da yên này còn luôn, yên này còn luôn. Cũng hơi bóng ha. Xem đường vòng xong rồi mình nghe máy đây nè, xem cái đầu máy bên đây nữa ha. Nói chung cũng tối, không tối lắm đâu nha nè, chấp nhận được thôi. Với cái giá tiền của mình bỏ ra nha nè ha, 5X thì nói gì là nó quá chuẩn rồi, không có gì mà phàn nàn hết ha. Máy móc thì bao zin. Rất êm luôn. Có nhiều ông á nè, chơi xe mắc cười lắm, chơi xe không muốn chịu lỗ không à. Xe người ta bán á, thì chơi này chơi nọ, để chừng bán anh em khác á, rồi biết mình bán là giá đó, rồi cái đầu cay đó, cái đầu ôm hẳn trong lòng mà cái đầu là đi phót đi phiết người ta trên các hội nhóm. Em nói thật với anh em, chơi gì mà không lỗ, cái đó là tất cả là do mình đó, đó. Mình quyết định một cái gì đó mình phải chịu cái sự quyết định của mình anh em. Mình lớn rồi, mình đâu phải trẻ con đâu anh em, thấy không? Nhiều khi quyết định của người ta trả giá bằng cái sinh mạng, cái tài sản người ta, chứ đừng nói anh em mua cái xe lỗ 5-3 triệu, 5-7 triệu đó. Có nhiều anh em cai xem rồi cai đi phốt đủ chỗ đó, em bị mấy bận đó anh em đó. Còn cái xe ví dụ người ta thu nhiều người ta bán nhiều, cái đó anh em đừng quan trọng. Quan trọng anh em á, cái giá trị anh em á,
cái tiền anh em á bỏ ra đúng như giá trị cái xe mà mình mua mình xài là chơi là được rồi anh em. Đó, mình nghiên cứu ở chỗ này bán chỗ kia bán chỗ nào đó, giá tốt xe chắc thì mình mua, còn cái chuyện ta mua nhiêu ta bán nhiêu là nó không quan trọng. Nhưng mà xe á, giống như điện thoại vậy thôi đó, cũng may á, mình mua xe cũ đó mới lỗ 5-3 triệu đó. Cái thử thời mà đi mua xe mới rồi biết phải không, đi xe mới mà đi mua xe mới đi rồi đó, ngồi ra mà khóc đừng nói 5-7 triệu chơi cái gì mà không lỡ chơi muốn lời không à, chơi cho nó bảo hiểm nữa không à, ai chịu nổi anh em hả. Người ta mua được bán được, người ta có kinh bán cũng cả một quá trình của người ta, cũng cả một cái là cái thương hiệu đánh đổi cả một cái là uy tín danh dự người ta ha, ta tạo ra biết bao lâu mười mấy năm thương trường người ta mới có được, bởi vì người ta mới là tạo dựng được cái thương hiệu của người ta anh em, chứ anh em đâu có mà bị người ta được. Rồi nhiều anh mắc cười lắm, xe là chuyện bình thường thôi. Ở nhiều cái xe nó thật với anh em chứ, khi mua đây 50-60 triệu bỏ nó trình đình đó, nhầm khi 5-7 tháng trời cả năm bán đâu được đâu. Rồi đó vậy sao anh không nói, nó giống cái xe này nè, nó em mua hợp mà em mua là nói chung là 300 rồi đó, gần xem 300 luôn đó, đáp bảo kinh kệ này đây bán cũng có được đâu, nhầm khi kẹt khi muốn xả ra luôn á, nhưng ai mua đâu. Rồi sao không ai nói cái những cái sự việc như thế này, nó còn người ta bán lời chỉ thấy những cái bán lời thôi, bởi vì ông bà mà nói đúng mà, thấy không, làm chuyện tốt cả đời không ai thấy đâu đó, nhưng mà lỗi một lần một là người ta nhắc hoài, nói chỗ đó đó giống như bán xe bán một năm biết chứ hàng hà xa số nào mà nói, mà lỡ dấp dướng 1-2 chiếc vấn đề nào, nó do vấn đề kỹ thuật nào đó một lý do nào đó, nói chung là nó kêu là ngoài ý muốn nói chung là rất là bị động á, mình không có bị động, mình không có muốn. Rồi bắt đầu là đi phốt, đi thổi, đi đồn ra rồi này nọ. Nói với em là khi là bưng chén cơm ăn gùa vô miệng rồi còn đổ ra, chưa chắc vô miệng, chưa chắc vô bao tử mà nuốt được. Chứ đừng có nó mà hả? Mà bán xe này cả trăm cả ngàn tỷ chi tiết trong đó. Nói nhầm khi nên chúng hai tờ đặc biệt, mừng la toán coi mấy cái câu hại đó không? Rồi tưởng đâu vô ở đâu có đốt nhà lá bỏ. Nó mới cầm cái quần chọi vô luôn, đốt luôn đồ cũ, đốt hết, đốt cũ tất cả lên đời rồi đó, hai tờ giấy số bỏ cái quần đó cháy luôn, rồi cuối cùng nhà cũng ở quần cũng có mặt luôn, thấy không, cái đó cái điều đương nhiên đó, xã hội lúc nào cũng có cái quy luật nó chứ á, có lực âm, có âm và dương, có lực đi và lực về đó, vậy thôi. Có mấy anh nó mắc cười lắm anh em, xe cũ mua xe cũ mà chơi mà cái đồi như xe mới, đồi cắt chi tiết chi li như xe mới vậy đó thì sao được. Rồi đi mua đến cửa hàng thử trực tiếp luôn, cầm xe đem về hồ sơ rồi rút cho hết trơn luôn, ra đem lên không chịu cái gì đó, nói chung là bị sao chắc quả chứ không có gì đâu, đem lại em xử lỗ 5 triệu, tại vì xe cái giá trị nó tới 5-7 triệu anh em, 5 triệu thì nói chung là nó cũng nói chung chưa tới 10% đâu đó. Rồi chưa tính tiền giấy tờ hồ sơ em phải rút ký qua đó nữa đó, hồ sơ nhiêu tiền trong đó rồi. Rồi bắt đầu là cay anh em, cay không chịu, em vẫn bán giá cũ thôi, em vẫn bán y giá cũ, giỏi lắm bớt 500-700 ngàn 1 triệu bạc cho anh em sau thôi đó, em xử cái tiền lỗ đó là em bớt cho anh em sau thôi. À, tại vì em phải còn tính cái chi phí em trong đó, một cái xe về mới dặm dọn nhân viên 2-3 người làm nó dọn dẹp rửa vệ sinh, rồi phí chuyển đi phí chuyển về, rồi hồ sơ rồi giấy tờ, rồi biết bao nhiêu trách nhiệm ở trong chiếc xe, anh em làm đi anh em biết, chứ không phải ngon thơm mà tự nhiên mà bán xe như là ngon thơm đâu, anh em làm đi anh em biết. Bây giờ đặc biệt bây giờ giấy tờ hồ sơ này nó chuyển giao về xã hả, đủ thứ vấn đề chân luôn, xin lỗi phải nói mấy thằng chứ hả, mấy thằng xã nó không biết gì luôn, thẳng với em luôn á, biết gì luôn á, tự nhiên đang ồn ồn ở huyện, trên huyện này cán bộ có 2 người chủ chốt đang trực làm cho đó, tự nhiên giao về xã, nó con người không có, thiết bị không có, máy móc không có, tụi em như rất là khổ sở, như giấy tờ hồ sơ đừng nói mà rút 1 tháng 1 tháng anh em đừng bình tĩnh đi, chưa có lâu đâu, nó 3 tháng có, 5 tháng có, ghê lắm anh em,
À, bây giờ nói chung bây giờ khó khổ nhất của tụi em là bán xe giờ dính bằng giấy tờ hồ sơ như lúc trước vậy đó mà nó dễ đó. Hồi lúc trước nhậm khi từng hai tuần nửa tháng là xong rồi. Đó, giờ ra lực chuyển đổi chuyển chuyển riết rồi hồ sơ giấy tờ á, dân mình chịu hết, dân đen mình chịu hết, giấy tờ khó khăn, hồ sơ con sang tên khó khăn thì anh dân đen anh phải chi tiền cho cò nhiều. Hồi trước sang tên 1 triệu đủ, bây giờ 2 triệu không đủ, phải 2 triệu mấy 3 triệu gấp đôi lên. Ai bỏ túi ra, ai bỏ tiền trong túi ra, dân chứ ai. Ở đây em làm bán xe cũng tiền sang tên tính anh chứ tính cho em đâu, xe mấy ông chạy tôi đâu chạy đâu mà tôi tính tiền cho tôi. Ví dụ như tôi bán xe nào buông đuôi thì tôi trừ ra rồi, còn xe tôi bán tôi bao tôi cũng tính cộng đó chứ, đó là cuối cùng là dân không đó, thấy không? Bởi vì lực nào cũng như ra ra riết rồi em thấy không hợp lý thế nào, không hợp tình, không hợp ý, không hợp dân luôn, mà dân kêu không nghe, la cũng không thấy luôn. Em thấy xe nó chỉ là cái phương tiện thôi, nó sẽ có một cái nào thống nhất gọi là tuyệt vời hơn so với bây giờ, bảo đảm luôn. Nó ví dụ cặp quẹt xe, ví dụ như thì đại chủ đầy đủ chứng minh, không có trộm cắp, không có nằm ở trên cái sổ đen để dù trong đó thì đánh biến động lần một lần hai vậy đi, hết biến động thì cho xăng xăng mới gì đó, ví dụ thế nào nó cũng có một cái gì đó gọi là nó tuyệt vời hơn, chứ không phải mà cái lực kiểu này anh em mệt lắm luôn á. Không phải em than em khóc chứ thật sự ra bây giờ rất là quải luôn. Nó nghịch lý thế này nè, ở đây á, đóng thuế hàng tháng hàng quý hàng năm hàng đóng thuế, rồi hóa đơn á, hóa đơn điện tử nhà nước bắt dân mua, ở đây tụi em mua nó rồi á, hộ kinh doanh thì đóng thuế, rồi hồ sơ của em rút về hộ kinh doanh, cái rút về doanh nghiệp đó, nó năm nay em hiểu rồi. Cái hóa đơn tụi em mua mua một miếng vậy là không ai rẻ đâu, nói chung có tiền không á, em không biết chính xác nhiêu nhưng mà rất là nhiều tiền. Rồi á, mua hóa đơn để chi, để xuất ra ký nói với em mà ký không cho nhập, xuất hóa đơn không cho nhập, mới bán cái khu trời Vũng Liêm này có nhiều địa phương không cho nhập, không cho nhập xuất hóa đơn không cho nhập. Rồi á, hỏi ngược lên anh, nhà nước bắt dân đóng thuế làm gì, doanh nghiệp đóng thuế làm gì, rồi bắt dân mua hóa đơn mấy ông làm gì? Đó, anh em đăng, anh em cũng chung nghề xe tức quá đăng sòm sòm Facebook, em comment em tức quá, không lẽ em chửi thề với em nói nhá, lấy nhà nước bán hóa đơn dân để chịu đích hả, ta mua hóa đơn làm gì? Nó hàng quý phải lên cho nó nộp hóa đơn, nó báo cáo cho nó từng chi tiết cho nó. À, nhiều cái nó không hiểu đâu, lực nó chồng lực, lực nó chồng 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 anh em tin không? Nó ở phòng còn ở ở phòng này với phòng nọ, một chiếc xe rút về đây nhập kia, cái chỗ nhập cho công an nhập, nói chuyện với ông công an ở chỗ xuất luôn, hai ông chửi lộn nhau luôn một cái lực đó mà nó chéo vậy đó, nó chéo vậy đó, hai đàn chửi lộn nhau luôn, thằng này đòi cái này, thằng nó chỗ tao đâu có cái này. Rồi đâu hai thằng bực bởi hai anh em đưa điện thoại, không bao giờ hai thằng nghe nhau đâu, nó làm có giống nhau, bắt đầu nghe nhau mỗi chỗ làm mỗi kiểu á đó. Rồi hồ sơ rút ra có cái nút hoàn thành thôi, cái nút hoàn thành thôi, bấm enter mở lên hồ sơ, bấm enter cái là bấm chỗ hoàn thành nó ok, enter cái là rồi xong, mà không bấm để treo nó chơi vậy đó. Nó mà phải mà treo đó rồi bắt đầu là hai bên công an tự thương thảo, tự điện thoại nha, rồi sau anh chưa bấm ok bấm để tôi nhập cho người ta, công an làm việc nhau không, dân phải chạy đó, dân đen á mày phải chạy đi chứ tao không có rảnh tao điện đâu đó. Khổ cay lắm anh em, nó cay lắm lực pháp nhà nước mà nó thiệt á, nhiều khi nói nhiều khi mắc cười lắm, nó khó không khó, nó dễ không dễ. Hồi nãy mới nói chuyện với thằng em Vĩnh Long, nó khó không khó, nó dễ không dễ, mà nó nghiêm chặt không nghiêm chặt, mà kêu nghiêm khắc không nghiêm khắc, chặt chẽ không chặt chẽ. Em nói thiệt á, cái kẽ hở pháp luật Việt Nam này nè, phải nói em không phải phản động gì, em nói thẳng luôn á, em thiệt chứ trâu đi còn lọt, cái khe hở pháp luật Việt Nam mình giống như chính Hải Thị. Hải Thị chỗ á thì chỉ giám định là cái mặt mặt số thôi, chỗ thì giám định mối hàng, chỗ giám định khung sườn không đồng bộ quá, rồi á đem lại cho chỗ ông giám định khung sườn nhập chiếc xe này nhập không được, tại xe này khung sườn ở đó bị hàng rồi, nó mới chạy lại cái tỉnh ông giám định mà cái mặt số rồi nhập vô được, thì không thì phát sinh gì anh em suy nghĩ vậy,
phát sinh ra gì, phải không? Phát sinh ra tiêu cực, phải phát sinh ra cái khẽ hở trong luật pháp không? Nó bọn ác nó lợi dụng, nó chui vô đường đó. Bây giờ tôi nhập chỗ này cho anh, nhập ở tỉnh này không được, anh khó quá, anh khắp số sườn máy gì đó hạn không được, tôi nhập vô khác, nó giám định mặt số cho anh riêng. Ok, nói chung là lấy phép, lấy ví dụ đơn thuần thôi chứ rất là nhiều khe hở. Nó vậy đó, khó không khó, dễ nghĩa chặt giảm cho trẻ mà nó thấy toàn là làm phiền cho dân là nhiều quá anh em. Bây giờ làm vấn đề mà căn cước căn bọng vậy, nói chung là mọi thứ phiền mệt lắm. Nói một hồi cái mất công rồi là mời em lên phường nữa. Nhưng mà nãy giờ là cái đó em nói là đều là sự thật hết á, em không có biêu xấu biêu gì chứ, cái nào tốt thì nó tốt, nào xấu thì nó xấu. Chứ ở đây là rất mong là luật pháp thế nào là để che chở dân thôi, bảo vệ dân thôi hả? Che chở bảo vệ dân, Bác Hồ nói là thế nào anh em, cán bộ các đồng chí là đầy tớ của nhân dân, phải là đầy tớ, phải không? Từ dân mà ra thôi chứ đâu, từ dân mà ra, nó cơm ăn áo mặc đồng lương toàn bộ dân nuôi hết, nó tự nút quất quy cái nón cái đồng phục, lương bổng phúc lợi của dân đóng góp không chứ đâu ra, con người cũng đâu ra, cũng đông dân ra rồi ăn học rồi tự lên làm ông này làm ông nọ thôi đó. Mà riết rồi em thấy đi sai đường lối thôi, không nói nữa anh em. Nói vấn đề chính trị này em cũng chả ham đâu, em cũng không có mê nữa nè. Nói thẳng ra anh em phép làm người đảng viên á, nhưng mà phép xuất rồi, đăng xuất cho nó khỏe nè. Em không muốn dính dáng gì hết trơn ha. Còn bà xã dính, bà xã thì còn, bà xã cũng đòi đăng xuất hoài đó, thôi ráng đi một tháng họp chi bộ có ngày một rồi ráng đi họp đi để lấy le. Cán bộ ha, cán bộ mình á, sáng đóng thùng ha, xịt nước hoa ha, đầu lắng bóng leo lên xe chạy ha, người thâm phức sạch sẽ chịu lai ha, bóng lưỡng luôn đi làm ha, quất rồi quay phong luôn, lên chiếc xe xịn trò đâu như thằng thép hả. Tối ngày bán xe mặc xà lỏng mà dép lào áo thun quần sọt vậy thôi hả. Rồi anh em nào mua cái này alo ủng hộ nha em, nói nhiều quá cũng không mắc hay nha. Người ta nói gì quả đến từ mỏm vậy đó, còn ít chết cái mỏm rồi đó. Thôi không nói nữa anh em ơi, anh em có gì liên hệ với trường sang ủng hộ em nha, mẹ nha anh em. Chúc anh em luôn có nhiều sức khỏe và thành công cuộc sống.